và tổ quốc hộ tế thác xin cầu cho xin xin cho những linh hồn ai gian ta và các linh hồn nhưng đức thế dân lại hay đặt mình trước mặt cứu xin người tha thứ những lỗi lầm những thiếu sót mà chúng ta đã phạm để chúng ta nhận được những phát lệ hôm nay. Lạy Chúa xin thương các chúng con. Nhớ lời Chúa.
Chúa trời. Nhiều khi ta chỉ nhìn thấy người khác và chấp nhận người khác thôi, còn
chúng ta không phải nhìn lại chính mình. Vâng, cái quan trọng là Chúa Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại chính cuộc đời của mình, mà muốn lại nhìn lại chính cuộc đời của mình phải ra khỏi mình mới thấy được mình chứ. Còn mình cứ ở trong mình thì làm sao mà thấy được? Tôi ở trong nhà tôi không thể nào nhìn thấy cái nhà cũng được, nhưng tôi ra khỏi cái nhà tôi nhìn lại thì tôi mới thấy được cái nhà tôi đẹp chỗ nào, xấu chỗ nào, nó ngang trang chỗ nào, nó thơ cái chỗ nào. Đã như cũng vậy, chúng ta cũng nhìn mình, chúng ta cũng phải ra khỏi cuộc đời của mình. Và đặc biệt để ra khỏi cuộc đời của mình thì nó có sự hy sinh rất lớn, hy sinh là từ bỏ những cái thói quen của mình. Và nghe như vậy, Đức Chúa trước kia là người cũng nói là một đống rồi, mà ông ta còn cầm đầu của người cũng rất là làm trường cũng rất là đấy. Cho nên là ông ta đã làm không biết bao nhiêu người đau khổ người đâu. Và đồng thời ông ta lại thu tóm tiền bạc, ông ta gom góp lại để mà trở nên một người giàu có. Vâng, nhưng mà người giàu có đó hôm nay lại đi tìm Chúa, tại sao ông vẫn thấy ông có đủ hết tất cả mọi sự rồi mà vẫn còn thấy cái trống vắng nào đó? Cái trống vắng là cũng chính cái trống vắng đó làm cho ông nghe và đi tìm. Đi tìm cái trống vắng đó để đi gặp Chúa thì Chúa đã lấp đầy cho ông. Chính Chúa đã lấp đầy cái trống vắng cho ông để qua cái sự lấp đầy trống vắng đó, ông mới đón nhận được Chúa chứ. Vâng, cho nên á, khi Chúa Giêsu đến dự thì ông lên ngài đã kêu dân yêu xuống con đi hôm nay tôi phải dọn nhà. Và khi Chúa Giêsu đón nhận ông và ông đã tìm kiếm Chúa và ngài đón nhận ông thì ông mang đi ông thay đổi cuộc đời. Cái quan trọng là ông dám chấp nhận để mà thay đổi làm sao? Ngày xưa kia ông gom góp tài sản, hôm nay á ông lại biết dùng tài sản để có việc phát tài. Thưa thầy, phân nửa gia tài của con á, con xin chia cho người nghèo. Ngày xưa ông con có tài sản, bây giờ ông lại dám quản lại như vậy, một thử nó đáng thường quá. Rồi chưa hết đâu, con đã làm biết trường hợp rồi, con đã làm thiệt hại ai, con sẽ đừng có cứu. Cái sự đó là cái quay trở về các năng tâm hối của người nhân viên. Và chính các năng tâm hối đó làm cho mỗi người yên tâm thấy được tình yêu thương của Chúa. Vâng. Nhưng mà cái năng tâm hối đó phải là một sự hy sinh rất lớn lao, mà đặc biệt tôi xin lỗi nha, cái này tôi nói với lương tâm của tôi thôi. Các vị thầy là những người hy sinh không phải là nhỏ với các học sinh của mình. Tại sao? Đức Thánh Luật giảng học chính người lắm, năm mười năm dưới thì mười lý lực, mỗi một đứa có ý tưởng khác nhau, giảng nó có gọi là giảng có một kiểu. Vậy mà các vị làm thầy làm cô đã dám chấp nhận dùng cái khả năng của lực của mình để mà cứu giáo nó. Mới hôm bữa qua bên kia tôi đọc các một cái cổ truyền, có một ông thầy dạy toán rất là hiền. Ông đến dạy mà khi mà ông hiền nó lên ông nói ai muốn làm thì làm, với đứa trẻ với đứa nhỏ cũng vậy, nó bắt ông chặt kéo ông không nói gì hết, rất là vui vẻ bình thường và ông rất là trung kính với đứa vợ của ông. Một con trời bảo đa số các vợ xa á, các thầy các cô xa đều bỏ đời bỏ vợ hết, nhưng ông ta tuy ở xa cũng không bị sốc lần, nhưng ông ta vẫn đi một chiếc xe máy đời gọi là đà tàng để đến đúng giờ dạy cho học sinh học trò của mình có nửa giờ phút rồi. Mà con tự nhiên đến bây giờ con thì không biết đâu đó, mới có tiếng ca tiếng hô thì khi mà nói rằng là thầy thầy bệnh viện rồi, thế là cảm nhận rất là vui vẻ, ra vào sân nhảy lên vui mừng, người không có nghĩ gì giờ quá. Ba ngày sau rồi thì có tin rằng là thầy chết, cả lớp ngỡ ngàng ra, nó nghĩ rằng là bữa trước nó bệnh viện nó mừng lắm, nó thầy chết nó mừng hơn chứ, nhưng mà nó không mừng. Lúc đó nó nhìn lại cái quá khứ của thầy, thầy quá hiền mà không dám có sự đa số lại ăn hiếp thầy, học trò mà đi đến thầy giáo với ăn hiếp thầy, nhưng bây giờ mà không đấy. Lúc mà thầy nằm bệnh viện thì đó xa quá là biến xa, xa là biến tôi không có thăm thầy, thầy chết làm sao? Cho nên là đa số các học sinh trong lớp lúc nào cũng nuối tiếc, nuối tiếc người trong suốt thời gian dài đã dạy dỗ nó, mà nó lại không biết trân trọng cái tình cảm của người thầy đó. Để rồi nó chọc kẹo thầy những mọi thứ,
nay phải nằm yên nó đổ sóng lên. Cho nên cả lớp cứ đảm bảo chúng tôi có nước mắt nhớ tất cả những lời thầy dạy của nó. Lúc đó chúng nó mới nhớ được rằng chúng nó giết được một cái ra cái vua trong vòng họ đạo không phải tự nhiên mà tự chất, mà là đã bị những lâu ngày rồi. Chính cái từ lâu ngày đó xưa cho nên suốt cái thời gian cuối cùng khoảng gần một tháng sau này đó là không bao giờ thầy vua được, lúc nào cũng buồn buồn những lâu ngày nhăn mặt cái và hình như là cái đau gì đó, và cuối cùng là đột quỵ lại ngày rồi thầy chân. Nhìn lại cuộc đời của người chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ơn chúng ta mà chúng ta không trân trọng cái ơn đó, chúng ta cứ cho nó qua đi hết lần này tới lần khác, và những cái qua đó, những cái qua đi đó mà lúc nào chúng ta gặp lại chúng ta mới nuối tiếc, mà không ai tắm chúng ta một dòng sông hai lần hết. Cho nên những người thế ước gì mỗi ngày chúng ta biết nhìn lại đời sống mình để trân trọng ơn Chúa đến với người chúng ta, đặc biệt cũng trân trọng những người mà đã dạy dỗ chúng ta nên người hôm nay. Chính cái sự nên người đó mà chúng ta các thầy các cô không đòi chúng ta phải trả gì đâu, chỉ cần chúng ta nên người thôi là các ngài vui lắm rồi. Vậy ước gì mỗi ngày chúng ta có đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe, mỗi người chúng ta nên bắt chước và bắt chước là chúng ta biết nhìn ra ở mình là nhìn lại đời sống của mình mà trở về với Chúa để xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta. Nhờ ơn của Chúa mà chúng ta có được mới có thể biết phán giải và làm cho mỗi người chúng ta trở nên đối chính tình yêu của Chúa Kitô, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ trở nên những con người là những con người tốt, những con người ngoan hiền đối với gia đình, những thành viên tốt đối với xã hội, và chính đó là điều như Chúa đang chờ đợi mỗi người chúng ta đem được trở nên đối chính tình yêu của Chúa đi ra tiêu phương xưa kia, khi trở về giá đẹp phấn đổi giá tài của những người nghèo, và tôi có làm được cả hai của mình gấp vú và thế. Amen. Thank you.
Chúa cho chúng con khi trong cộng đồng và mọi người tin tôi được khi tôi nên mong nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan trọng ngày cầu ngày kỳ còn ngồi thấm trong kinh thánh cùng với nhau mặt các sĩ cô đơn nhau một cho đôi nhau của chúng con và hoàn thành các bạn giáo sĩ. Xin Chúa thương nhớ đến linh hồn an thân ta hai nghĩa của đời chúng con của đi chúng con cầu nguyện trong các ngày hôm nay con cùng cầu nguyện cho cha con đô cổ qua đời. Xin ban cho những người đã chết yêu con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người đang kết kết với tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quý của chúng con đã đi tận tâm tình thương của Chúa. Xin cho đêm nay được bảo ơn ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con đã xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được thầu hương sư sống đời đời. Cùng với tin nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, Thánh Chúa sẽ bàn đám năm đức tin nữ các thanh tông đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời gian. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con chính là rồi với người trong người mà mọi dân dự và liên quan được tin về Chúa là cha hoàn thành cho con được nhận ngôi Chúa thánh thần để muôn đời. Amen. Chúng thần Chúa cứu thế và theo cả tất cả người chúng ta đang nguyện rằng Thank you.
đây chúng con chúng con vừa cử hành lễ tế tạ ơn để tưởng nhớ Đức Kitô con vua Chúa Trời và Chúa Trời. Giờ chúng con đã được ơn mình và mẫu thánh người của Chúa Chúa nhận lời chúng con tận nguyện và ban cho chúng con được tên là yêu mến. Chúng con cầu xin là Đức Kitô của chúng con. Yeah.